Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Sơn Ngô Figure. Thì hôm nay mình sẽ quay lại lấy clip review những cái pick linh tinh các bạn. Mình sẽ cố gắng xen kẽ giữa ba con pick Leica còn lại với lại mấy cái pick linh tinh đó. Ok, bây giờ mình sẽ vô luôn nha, không nói chuyện nữa. Thì hôm nay mình sẽ review hai con pick, đó là con Cloud hàng Woodlet nhái theo cái con Cloud của Tokobukiya, và một con Buzzo Dragon Von 7, cái gì ta, con này tên gì quên ta, Metatron nhựa BBC Figure nè. Đó, ok, chúng ta bắt đầu intro nha các bạn, let's go. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với pick Buzzo and Dragon nha. Thì ban đầu khi bạn mua, bạn sẽ có những cái sorry bạn, để mình chỉnh xuống, con này nhỏ quá. Rồi, mình sẽ có những phụ kiện như thế này. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái đế. Nó có hoa văn con rồng nè. Thấy không? Phía dưới cái đế nè, hình cánh rồng nè, thấy không? Đây mình nữa. Rồi đi lại cho bạn thấy nè. Đó, cái hoa văn lên phía dưới nè. Rồi hai cái chân trống, một cái chân trống để giữ con phích lại không bị ngã, một cái con một chân trống để giữ cái bị quyển sách, một cái quyển sách rất là tí hon, rất là đẹp. Đây coi bị sách nè, đúng kiểu cách magic room, rất là đẹp luôn ha. Những hoa văn rồi viên ngọc, rồi cái phần cái lỗ này dùng để cắm cái kiên đế hồi nãy mình nói đó, cắm quyển sách đó. Và cuối cùng là em Metatron. Thì mình không có biết cái nhân vật này đâu các bạn. Mình chỉ coi thông tin trên mạng về tên ngôi em fix này thôi, chứ mình chưa có biết cái dòng Buzzo Dragon này. Thì bạn thấy là đầu tiên nó sẽ là phong cách chibi, đầu to kiểu Android các bạn. Cái con niềm ấn tượng ở chỗ là cái tóc các bạn, rất là chi tiết. Bạn thấy không, tóc nó khá là nhiều chi tiết, quăng quăng nó uốn lượn nè, rất là đẹp luôn. Tay ép nha, có tay nhọn nè, có cánh nè, có cái mũ đeo nè, có cái mũ đeo lên phải không, viên ngọc xanh nè, rất là đẹp nha, rất là dễ thương cute luôn. Mình lúc mình search trên Google á, mình thấy cái bản phiên bản mà vẽ lớn á, rất là đẹp luôn nha. Mình không biết con đó mắc không nữa, rất là đẹp luôn, cũng ở cái thế này luôn. Đó, em ấy mặc đồ rồi thì rất là sexy luôn nè. Đó, áo hủy đen, có cầm cái viết nè, dùng để viết cuốn sách hồi nãy mình cho bạn xem đó. Đó, phía sau có một cái cánh màu đen, có vì màu xanh nè, dưới cánh thiên thần nữa bạn, bốn cái cánh thiên thần nữa, rồi hai cánh màu đen. Phía sau cái lỗ này dùng để gắn cái cây trống nè, đó rất là đẹp nha. Rồi phía dưới nó có một cái lỗ để gắn lên cái chân đế. Ok, giờ mình sẽ gắn lên chân đế cho bạn xem. Nó có cái khớp tương ứng nè, thấy không, cái thẳng cái cong nè bạn, xoay vòng gắn cho tương ứng nè, đó gắn lên. Thì gắn như vậy thì nó cũng còn hơi nghiêng á, thì các bạn mới dùng cái chân đế này. Ấy, quá bạn, sorry. Đó, cái này là gắn vô đây. Một cái thì gắn vô cái đầu nó. Đó, để giữ cho nó không có bị nghiêng ra phía sau các bạn. Đó. Ok. Rồi con fix lên cái đế rồi. Giờ thấy cuốn sách. Thì chúng ta có cái một cái chân một đầu nhỏ đầu lớn nè, đầu nhỏ này gắn vô quyển sách nè, mình coi nó có cái khớp không? Đó có luôn nha các bạn. Đó xong rồi mình sẽ gắn vô cái chân đế có cái lỗ tương ứng nè, anh thấy không? Đó, gắn lên coi nó chân có cái khớp đó. Thì bạn sẽ có một em Buzzo Dragon Metatron đó, đang chuẩn bị viết cái quyển sách này, không còn cái viết nè, rất là đẹp luôn nha. Đó, Buzzo and Dragon Von 7. Rồi, ok, đó là một em. Kế tiếp là em Cloud. Sau đây các bạn, mình là đồng viết. Xin nhận, rồi em Cloud. Thì mình đem làm được, mình phải chỉnh cao lên chút.
cho nó tương ứng với góc nhìn. Em cloud thì mình sẽ có phụ kiện như thế này. Thì em này là em bút led nha các bạn. Đó, phụ kiện sẽ là như thế này. Thì em này em bút led nó nhái theo cái phiên bản resin của hãng Tokopedia đó, cái chất lượng làm bằng nhựa resin. Thì đúng theo cái chính hãng thì trên cái đế này sẽ có một cái in một cái hình một nền trắng có chữ Final Fantasy 7 trên đây, sẽ để trên hình cho các bạn xem. Rồi cái con cái kiếm này nè, nó sẽ có một cái, tức là bằng resin nó sẽ có một cái cây sắt để gắn vô đây. Nhưng mà cái này là nó nhái nên là một cái chốt nhựa các bạn. Mình cũng có thấy một số con nó làm chốt nhựa mình không hiểu, nhưng mà cái mặt nó khác nha. Con resin thì mặt nó dữ hơn. Còn có một cái con nó chốt nhựa giống như vậy nè, thì mặt nó y chang như này nhưng mà nó resin nha. Cái thứ hai á, là con rêu á, thì cái chân cho này nè, nó sẽ có cái cây lòi ra cắm xuống cái lỗ này, chứ không phải là cái đế này của Fake á, Black á, thì nó lại là hai cái cây lên để cho hai cắm vô hai cái lỗ này. Đó, nó ngược lại các bạn. Đó. Thì đầu tiên sẽ là mình sẽ cho các bạn xem là cái kiếm nó như thế này. Cái kiếm nó làm kiểu để lâu năm á, rỉ sét rồi. Đó, những cây sụ được không? Đó, tuy là hàng cổ, con này thật sự là nó có, nếu mà thực sự là hàng real á, nó chỉ có giá trị sưu tầm chứ nó không có giá trị buôn bán các bạn. Thì ít ai mà chơi, tại vì thực sự con fit này nó khá cổ, mình cái thiết kế nó xấu nữa. Nhưng mà cái nó hiếm các bạn, nên ai mua thì có giá trị sưu tập thôi chứ không có giá trị buôn bán nha. Ít ai coi mua con này lắm. Đó, thì cái chốt này sẽ gắn cho đây thành đi kiếm nè, liền nè. Đó, đây, cây Butter Saw. Rồi, cái đế thì các bạn khỏi coi ha. Cái đế thì nó đơn giản, không có gì hết. Có chữ Made in China dưới nè. Đúng là nó sẽ có một cái miếng hình trắng, miếng hình rêu. Có hình Red Ocean 7. Còn fake thì nó không có. Rồi, cuối cùng là em fit của chúng ta. Thì thực sự con fit này mình thấy ấn tượng các bạn. Mình coi trên cái hình mà của trên mạng á, con rêu á, nó không khác gì luôn các bạn, nó chỉ có là con mấy con resin cái nhựa chỗ này nè, nó mịn hơn, kiểu như nó nhìn nó sắc nét hơn á, cái người ta sơn đổ bóng á, nhìn nó đẹp lắm. Con này bằng nhựa PVC á nên sơn nó hay có chuyện tiện chạy có bóng nè, nó không có kiểu mịn mịn như là cái resin chỗ này cũng có bóng nữa không. Đó, nó làm theo cái phiên bản của mẹ năm 1997 các bạn, chứ không phải phiên bản remake bây giờ, nên cái thiết kế của nó nhìn nó mắc cười lắm. Đó, thấy không, cầu vai cũng có đinh ốc đầy đủ hết nè, rất là đẹp nha. Đó, nói chung là nó là có giá trị sưu tầm mà, cho những ai mà hồi trước ở độ tuổi mình mà chơi Final Fantasy 7 các bạn, nó giữ lại cái hình ảnh kiến thức cái mà chơi bản cũ. Còn bản mới bây giờ nó làm đẹp hơn mà nó thay đổi khác quá nhiều. Đó, thì chúng ta sẽ gắn lên đây. Đó, rồi gắn lên hai cái chốt này. Thì nguyên cái bộ hoàn hảo nó sẽ như vậy. Thực chất con này thì bây giờ mua không có đâu bạn. Bút led luôn không có nữa, nó không chịu gì rêu. Rêu hình thấy có bán cũ là rất nhiều trên đấy, nhưng bút led thì nó cũng hiếm rồi. Mà nó bán khá cao lắm bạn. Bữa nãy mình lên coi nó bán 200 mấy chục đô còn một cái con rêu. Rồi, ok, mình sẽ quay một số góc của hai con fit này nha các bạn. Đây là một cái clip review của mấy con fit linh tinh của mình thôi, nên ngắn gọn thôi nha các bạn. Let's go.